mà nhà lại có ông sinh năm 84, có ông sinh năm 96, có ông sinh năm 2008, thì cái thằng cha đó nó không bao giờ nó phát triển được, mà tính nó nóng như lửa ấy, hay nghĩa là nó đốt cái sơn tuổi của nó. Ví dụ có một cái nhà như thế này, nó là hướng đinh, là hướng nam như là hướng đinh. Đấy. Thì về nguyên tắc là chỗ phương bắc là ta đặt được bếp, cái bếp ở đây. Nghĩa là đặt vào tý của bắc. Mọi người hiểu chưa? Mà nhà lại có ông sinh năm 84, có ông sinh năm 96, có ông sinh năm 2008. Thì cái thằng cha đó nó không bao giờ nó phát triển được, mà tính nó nóng như lửa ấy, hay nghĩa là nó đốt cái sơn tuổi của nó. Ông hình dung chưa? Ví dụ tiếp theo là nhà có tuổi Mão, mà đây cái gầm cầu thang thôi là chơi cái vệ sinh ở đây, chỗ đây cầu thang đây, mà dưới này là có cái nhà vệ sinh ở đây, nó lại vào đúng sơn Mão của cái ông 1975, thì cái thằng cha này cả đời không bao giờ phát triển được, tính cũng nóng như kem luôn.